3, 2, 1. VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA phối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của VDA. Vâng, chiếc mixer BF Audio Q3600HOBT Pro được nhắc đến khi mà khách hàng đang muốn tìm một giải pháp chống hú chuyên nghiệp cho dàn âm thanh của gia đình mình. Và chiếc mixer này là thiết bị thuộc phân khúc tầm trung của hãng BF Audio. Liệu nó có thực sự chinh phục và thu hút sự quan tâm của khách hàng trong năm 2018 này hay không? Thì chúng ta hãy cùng chờ đón xem nhé. Mẫu mixer Q3600HOBT Pro là dòng thiết bị thuộc phân khúc tầm trung với kích thước thực tế của mixer là 485mm chiều dài, 450mm chiều rộng và 200mm chiều cao. Với thiết kế nhỏ gọn như vậy thì mixer rất dễ sắp xếp bố trí trong dàn âm thanh mà không chiếm quá nhiều diện tích sử dụng. Lớp vỏ của mixer được làm từ chất liệu nhôm cao cấp, phủ sơn tĩnh điện cho lớp vỏ bền màu, đẹp và sang trọng hơn. Mặt trước của mixer bao gồm các nút điều chỉnh gồm 3 nút vặn, 3 cổng vào micro và các nút chỉnh từng micro riêng biệt, các nút chọn dạng phím vật lý. Mặt sau của mixer là những đầu kết nối được bố trí từng nhóm riêng biệt theo chức năng của từng nút. Bao gồm các cổng vào dạng RCA, cổng Canon xuất hiện tín hiệu âm thanh ra loa. Mixer hỗ trợ 6 cổng ra loa tương đương với một dàn 5.1 chuyên nghiệp. Phía bên phải là các cổng kết nối điều khiển từ xa, cổng kết nối với USB PC, hỗ trợ tùy chỉnh hiệu ứng lưng cao bằng phần mềm canh chỉnh trên máy tính. Có thêm cổng kết nối optical giúp ta nghe nhạc hay và giật hơn với chất lượng âm thanh của mạch AD/DA tốt nhất hiện nay. Và cuối cùng là đầu vào nguồn điện, điện áp 220V được sử dụng cho thiết bị này. Mixer có thể được canh chỉnh hiệu ứng bằng các nút vật lý ở mặt trước thiết bị hoặc canh chỉnh nâng cao bằng phần mềm cài đặt trên máy tính. Việc kết nối máy tính với mixer chỉ thông qua cổng kết nối USB. Khả năng triệt tiêu tiếng hú. Khả năng chống hú của mixer gần như là tuyệt đối. Và mixer này có đến 7 tông điều chỉnh cân bằng micro, điều chỉnh hoặc cắt các tần số xấu. Ngoài khả năng chống hú chuyên nghiệp thì mixer còn có khả năng thiết lập âm thanh tối đa, chức năng khóa âm thanh tối đa, giúp cho loa không bị ảnh hưởng bởi âm lượng đột ngột. Như những gì chúng ta vừa đánh giá thì tôi tin rằng chiếc mixer BF Audio Q3600HOBT Pro tuy là thuộc phân khúc tầm trung nhưng có thể thu hút được sự quan tâm của hàng ngàn khách hàng trong năm 2018 này. Và nếu như quý vị ở đây thực sự yêu thích chiếc mixer này thì hãy đến các showroom của VDA để trải nghiệm thực tế sản phẩm hoàn toàn miễn phí và có cơ hội nhận được giá khuyến mãi chỉ với 7.500.000 đồng. Và nhanh chân lên bởi vì quý vị còn có cơ hội sở hữu những món quà hấp dẫn của VDA nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Ghé ngay hệ thống showroom VDA để trải nghiệm sản phẩm hoàn toàn miễn phí. Chi nhánh 1 207 Tân Phước, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 2 105 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 3 178 Lâm Văn Bền, phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 4 320 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Truy cập ngay www.vda.vn hoặc www.vdashop.net xem chi tiết.